Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài 4, bài 5, bài 6, trang số 9 trong cuốn sách Giải toán có lời văn lớp 2 nhé. Chúng mình đến với bài 4, đề bài như sau. Một đàn vịt có 9 con ở dưới ao và 6 con ở trên bờ. Hỏi đàn vịt đó có tất cả bao nhiêu con vịt? Chúng mình lưu ý cho thầy là ở phần câu hỏi là hỏi chúng mình tất cả nhé. Và đây chúng ta thấy này, có vịt ở dưới ao với vịt ở trên bờ. Như vậy, ý nghĩa phép tính thì là mang như gộp rồi đúng không? Chúng ta sẽ cộng 9 con ở dưới ao, chúng mình gộp với lại 6 con ở trên bờ thì sẽ ra được là tất cả số con vịt nhé. Phép cộng ta lấy 9 cộng 6 thôi. Bây giờ lời giải chúng ta sẽ viết như sau. Đàn vịt đó có tất cả số con vịt là, hai chấm xuống dòng phép tính, chúng ta sẽ lấy 9 cộng 6 nhé. Kết quả ta được là bằng 15, mở ngoặc đơn vị là con, đóng ngoặc. Xuống dòng ta ghi đáp số, hai chấm 15 con vịt. Mình đã xong bài 4 rồi. Tiếp theo thầy cho mình đến với lại bài số 5. Đề bài như sau. Hà và An giúp mẹ hái cà chua. Hà hái được 35 quả cà chua, An hái được 29 quả cà chua. Hỏi Hà và An hái được tất cả bao nhiêu quả cà chua? Số quả cà chua của Hà biết, của An biết, và để hỏi chúng mình là tất cả nhé. Hỏi Hà và An tất cả được bao nhiêu quả cà chua thì ở đây mang ý nghĩa là gộp rồi. Số cà chua của Hà hái được là 35 quả này, số cà chua của An hái được là 29 quả, gộp lại nhé, bằng bao nhiêu ta cộng thôi. Bây giờ chúng ta sẽ viết câu lời giải như sau. Hà và An hái được tất cả số quả cà chua là. Rồi hai chấm xuống dòng chúng ta ghi phép tính. Đó chính là 35 gộp với 29 nhé. 35 cộng 29. Các em thực hiện phép tính ra ngoài nhát thì mình sẽ được kết quả đó là bằng 64. Mở ngoặc đơn vị là quả. Xuống dòng ta ghi đáp số. Hai chấm 64 quả cà chua. Chấm. Mình đã xong bài 5 rồi. Tiếp theo là bài số 6. Đề bài như sau. Nhà Mai có 2 chuồng nuôi lợn. Chuồng thứ nhất có 15 con lợn, chuồng thứ hai có 18 con lợn. Hỏi nhà Mai có bao nhiêu con lợn? Ở đây phép cộng mang ý nghĩa gộp rồi. Chuồng thứ nhất biết nhé, đó là 15 con lợn. Chuồng thứ hai có 18 con lợn, chúng ta gộp lại thì ta sẽ ra được tất cả hai chuồng nhé. Bây giờ câu lời giải chúng mình sẽ viết như sau. Nhà Mai có số con lợn là, hai chấm xuống dòng phép tính, đó là 15 gộp với 18, tức là 15 cộng 18 đấy. Các em thử tính ra nháp nhé. Kết quả chúng mình sẽ được là bằng 33. Mở ngoặc đơn vị là con, đóng ngoặc. Xuống dòng chúng mình ghi đáp số, hai chấm 33 con lợn. Chấm. Vậy là thầy trò mình đã làm xong bài 4, bài 5, bài 6 ở trang số 9 cuốn sách Giải toán có lời văn lớp 2 rồi các em ạ.